Anh ơi, em có một file Excel gần 1 GB. Lớn quá cho nên server bị treo. Giờ thì làm sao mà đọc được cái file đó mà không làm tăng CPU của Node.js? Đại loại những câu hỏi như thế. Thì trong cái chủ đề này chúng ta sẽ giải quyết cho những bạn gặp vấn đề này. Ngoài ra, để thực chiến cụ thể, tôi đã tạo một cái file gần 1 GB. Thì các anh chị cũng có thể lên Git để mà lấy cái file đó về test cho bản thân mình. Ngoài ra, nếu anh chị muốn nâng cấp level thì hãy có thể vào hội viên để tham chiến cùng đánh quái. Chỉ có đánh quái mới nâng cấp level giống như trong game. Đầu tiên, chúng ta đặt câu hỏi tại sao phải livestream. Trước tiên, các anh chị hãy lấy một ví dụ đơn giản để minh họa lợi ích của việc sử dụng stream như sau. Các bạn cũng có thể nhìn hình đầu tiên. Đây là hình đầu tiên tôi thiết kế cho anh chị. Hãy tưởng tượng chúng ta là đây là một cái ly cà phê khổng lồ trong một quán cà phê Starbucks. Khi mà chúng ta order một quán cà phê hoặc là khi mà chúng ta order một ly cà phê ở đây, thì cà phê bắt đầu pha từ máy trở ra, đúng không anh chị? Thay vì chờ cho đến khi cả cốc cà phê được pha xong, thì máy pha cà phê bắt đầu trực tiếp đổ vào cốc của bạn ngay khi nó được pha. Điều này giống như cách Node.js Stream hoạt động với dữ liệu, nó bắt đầu xử lý dữ liệu ngay khi nó sẵn sàng, thay vì chờ đợi khi toàn bộ dữ liệu được tạo. Có điều thú vị nữa là chúng ta có thể tham gia vào cái dữ liệu này bằng cách pha. Ví dụ như là khi mà dòng chảy cà phê nó được chảy xuống đây, thì anh chị cũng có thể bỏ đường vào đây hoặc là bỏ sữa vào đây. Tất cả đều có thể đồng thời với nhau. Thì điều này tương tự giống như cách chúng ta có thể xử lý dữ liệu trong Node Stream. Chúng ta có thể thực hiện các thay đổi này, các biến đổi dữ liệu trong khi nó đã được xử lý. Thì Node Stream nó chia thành hai loại chính. Để tôi mở hình thứ hai cho anh chị. Đây là hình thứ hai. Node.js Stream được chia thành hai loại chính, đó là Readable. Readable, sorry. Node.js Stream được chia thành hai loại chính, đó là Readable Stream và Writable Stream, và thông qua đường ống prepare để chạy xuống. Read stream là nguồn dữ liệu giống như là máy pha cà phê. Còn writable stream là nơi dữ liệu được ghi giống như cốc cà phê của chúng ta. Thì ở đây chúng ta có một sự kiện rất là tuyệt vời giữa vòng lặp sự kiện envelope. Giống như khi bạn được phục vụ cà phê ngay khi nó được pha, và Node.js có thể xử lý sự kiện ngay khi chúng xảy ra mà không đợi quá trình phải hoàn tất. Bây giờ ngàn lời nói không bằng một lần thực hành. Cho nên chúng ta đi vào thực hành để chứng kiến cái CPU của Node.js nếu không dùng stream và dùng stream nó khác xa, khác biệt như thế nào. Để thực hành một cách công bằng, tôi đã tạo ra một cái file test.json. Test.json nó gần 1 GB. Thì anh chị cũng có thể xem lshla. Chúng ta sẽ có một cái file test.js. Test.json là 730 MB, gần 1 GB ha. Rồi, bây giờ đầu tiên tôi sẽ tạo một cái file request. Trong đó tôi sẽ viết hai cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên là tôi không sử dụng stream. Và trường hợp thứ hai tôi sử dụng stream thì nó khác biệt CPU như thế nào. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái request. Chấm stream. No, no, đây là no stream ha. Chấm js. Nếu anh chị đã làm quen với Node.js thì anh chị cũng có thể viết một cách nhanh chóng ha. Fs. Rồi, sau khi viết xong chúng ta có một cái file rất là bình thường ha. Ở đây, ở dòng thứ bảy đây là tôi sẽ đọc một cái file gần 1 GB. Và mỗi khi đọc thì tôi sẽ ghi vào một cái file gọi là audition. Thì ở đây chúng ta chưa có audition đúng không? Bây giờ tôi sẽ thử chạy file này ha. Đầu tiên chúng ta sẽ nốt. À sorry, để tôi nói thêm đây là listen port là 8000. Và đây là tôi sẽ đặt cái title nó 8000 để mà chúng ta tìm trong cái monitor để chúng ta xem CPU nó thực hiện được bao nhiêu. Ok, thì bây giờ tôi nốt Request no stream. Rồi, chúng ta sẽ chạy lên. Đầu tiên tôi sẽ mở monitor activity. Thì ở đây tôi sẽ tìm nốt 888. Các anh chị có thể thấy ha. Anh chị cũng có thể thấy nốt 888 đây là port của chúng ta và cái memory hiện tại là chạy 8 7,8 MB. Bây giờ tôi thử run, tôi co cái này lại một chút.
Rồi, và tôi coi cái thằng này là một chút để chúng ta xem nó thực hiện cái tác vụ nó như thế nào ha. Rồi, bây giờ tôi thử chạy Localhost 8000 xem CPU của chúng ta lên và để nó ghi một cái file đọc và ghi một cái file gần 1 GB như thế nào. Enter. Thì các anh chị có thể thấy này. Nó sẽ lên này 706 MB để mà chúng ta sử dụng một đọc một cái file ghi vào một cái file. Thì các anh chị có thể thấy khi mà chúng ta đọc một cái file gần 1 GB và để ghi tất cả các dữ liệu của file đó vào một cái file khác thì Node.js nó sẽ mất của chúng ta là 706 MB ở CPU của Node.js trong Activity Monitor của MacBook của tôi. Thì như vậy thì chắc chắn nó sẽ hoạt động không hiệu quả. Vậy có cách nào không? Thì xin thưa với anh chị, chúng ta quay trở lại sử dụng Stream nó như thế nào và hiệu quả của nó ra sao. Xin mời các anh chị tiếp theo ha. Bây giờ tôi code một cái file nữa. Tôi copy cái này đi. Tôi copy một cái file này. Tôi copy ra ha. Thì tôi sẽ comment lại. Đây, tôi sẽ sử dụng no. À không, nếu như vậy là không có đúng. Tôi sẽ gửi một file nữa là request stream. Yes. Rồi, tôi sẽ copy file nó vào. Thì thay vì tôi sử dụng read file như bình thường thì tôi sẽ sử dụng readable stream như tôi đã trình bày ở cái kiến trúc này ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ sử dụng luôn. Đầu tiên, tôi sẽ on request, tôi sẽ comment tất cả các file lại. Rồi, tôi sẽ có account read stream sẽ bằng fs.create stream, readable stream. Trong này chúng ta sẽ có cái file này. File này file đường dẫn. Rồi, xong, một tên. Một tên, sau đó tôi sẽ viết một cái file gọi là write stream. Ok. Xem bằng fs. Sorry. Write stream này. Này các anh chị thấy không? Create write stream. Đó, chúng ta sẽ bỏ cái đường dẫn mà cái file chúng ta muốn ghi. Đây, tôi muốn file cái ghi file JSON bằng file này. Thì tôi sẽ bỏ ví dụ outstream đi. Outstream ha, chấm json, ok. Sau khi chúng ta tạo được file read stream và write stream thì tôi sẽ dùng pp chấm pp. Ok, pp là đường ống đó anh chị, rồi chúng ta sẽ bỏ rót rót vào đây. Rồi, sau khi mà chúng ta chạy thì chúng ta sẽ comeback à, sau khi viết xong write stream xong chấm on chấm finish. À. Finish, ok. Thì chúng ta sẽ respond về console log rest.on rest.end sorry rest.end. Chúng ta sẽ copy cái file này, chúng ta sẽ có success stream 8001 ha. Stream 8001. Rồi, tôi sẽ đặt ở đây là port 8001 cho anh chị. Như vậy là đã xong. Thì bây giờ đến lượt chúng ta sẽ chạy như thế nào ha. Bây giờ tôi sẽ sử dụng như sau. Đầu tiên, tôi sẽ thực hiện một cái request. Một request như sau, và tôi cũng mở lên ha. Tôi cũng mở lên Node.js. Node.js request stream. Enter. Và tôi cũng mở trình duyệt vào Monit lên. Rồi, đây là anh chị tôi sẽ tìm port 8001 ha. 8001. Đây, cũng 7,8 MB như lúc nãy. Bây giờ tôi copy. Tôi chạy qua 8 port 801 thì đây enter nó sẽ ra và anh chị có thể thấy là nó từ 781 và lên 2,6 MB. Anh chị thấy kinh khủng không? Sức khỏe nó như thế nào không? Anh chị biết bây giờ tôi sẽ chạy cả hai file ha. Bây giờ tôi sẽ chạy cả hai file. Đầu tiên, hiện tại thì tôi có hai file, một file sử dụng stream để đọc các file lớn, một file không sử dụng stream để đọc các file lớn. Đầu tiên tôi sẽ start node cái file mà không sử dụng stream. Và đầu tiếp theo tôi sẽ start cái file sử dụng stream. Thì tôi có hai port như sau, tôi sẽ mở Monit lên và tôi sẽ tìm Node.js. Thì anh chị cũng thể thấy chúng ta sẽ có hai port, một là port 8000 và port 8001. Thì memory nó sử dụng giống nhau tại vì chúng ta chưa sử dụng cái tác vụ. Bây giờ tôi sẽ thực hiện lại cho anh chị chạy hai file này ha. Thì cái CPU của nó sẽ hoạt động như thế nào, anh chị lưu ý giúp tôi. Đầu tiên tôi sẽ chạy port 8000 bụp. Sau đó tôi sẽ chạy port 8001 thì anh chị có thể thấy này. Đây, thấy chưa? Cái port 8000 mà không sử dụng stream nó đã lên 706 MB. Còn port 8001 sử dụng stream thì nó chỉ có 25 MB. Tức nghĩa là khi mà chúng ta sử dụng stream nó gấp hàng trăm lần, nhanh hiệu suất gấp hàng trăm lần so với chúng ta không sử dụng stream. Vậy
Stream nó rất là quan trọng trong hoạt động input, IO, input và output của Node.js. Nếu chúng ta không sử dụng Stream, không hiểu nguyên tắc vì prepare, thì chúng ta có thể mắc nghẽn khi mà xử lý một cái file rất là lớn ở server. Để tôi giải thích lại một chút cho anh chị nha. Cái code mà không sử dụng Stream này, cái code mà không sử dụng Stream, thì nó sẽ lưu toàn bộ suộc data vào get mỗi request. Khi toàn bộ data suộc được đọc xong, get data trong get nó sẽ chuyển ngay đến hàm callback để xử lý. Thế nếu test JSON rất lớn hoặc là cái file của bạn rất là lớn, nó có thể kích thước hàng trăm mê hoặc là thậm chí hàng trăm ghi, thì rõ ràng cái việc đọc toàn bộ nội dung file này rồi trả lại cho nó từ bộ đệm một lần là không tốt, chắc chắn là không tốt. Nếu một chương trình đọc nhiều file lớn như vậy cùng một lúc thì dễ gây tràn bộ nhớ. Thì tràn bộ nhớ tôi đã chứng minh cho anh chị gần 1 ghi. Rồi, thì bây giờ nếu mà sử dụng prepare sử dụng đầu ra của chương trình trước làm chương trình tiếp theo để mà ghi, thì đây là vai trò của prepare trong Linux. Hiểu nôm na là như vậy. Và prepare trong Node.js được thực hiện cũng tương tự như vậy. Prepare dùng để kết hợp giữa hai luồng, một luồng được ngược dòng và một luồng sẽ được gọi là xuôi dòng. Thì anh chỉ lưu ý như vậy thôi. Tất nhiên sau khi xem video này thì bạn có những hiểu biết nhất định về luồng và biết rằng Node vẫn có một cái giải pháp hoàn hảo để xử lý một cái file lớn như thế nào thông qua anh chị có thể xem Monit. Tất nhiên nếu các bạn muốn làm chủ được Stream thì tôi khuyên bạn hãy đọc thêm về công nghệ này trong trang home của Node.js và hãy thực hành tốt nó. Còn đây chỉ là một video đưa ra keyword cũng như là chứng minh cái việc hiệu suất cao khi sử dụng Stream. Một video không thể nói lên tất cả những tính năng hoàn toàn của Node.js, đặc biệt là Stream. Tôi mong rằng các anh chị cũng có thể tham khảo thêm các nguồn để mà hiểu về Stream. Trong lớp học thì cũng có Dick Gotak cùng 45 phút cùng một giáo viên, nhưng cũng có những bạn học sinh làm nên điều kỳ diệu. Đó chính là học cách thực hành và kiên nhẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo.